ngày 25 tháng 11, các nhà khoa học ở Nam Phi phát hiện biến thể COVID-19 mới, được mô tả là biến thể tồi tệ nhất mà họ từng chứng kiến. Nam Phi phát hiện biến thể mới. Nhà virus học Tulio de Oliveira nói, thật không may khi chúng tôi đã phát hiện ra một biến thể mới COVID-19 mới. Biến thể này gây ra sự bùng phát trở lại các trường hợp nhiễm bệnh. Ông Tulio de Oliveira cho biết, biến thể mang tên khoa học B.1.1.529 có số lượng đột biến rất cao và Tổ chức Y tế Thế giới WHO sẽ sớm đặt tên cho biến thể này. WHO đang giám sát chặt chẽ biến thể được báo cáo và dự kiến sẽ triệu tập một cuộc họp kỹ thuật vào hôm ngày 26 tháng 11 để xác định xem liệu biến thể này có được đưa vào diện cần quan tâm hay không. Phân tích ban đầu cho thấy biến thể này có một số lượng lớn các đột biến cần và sẽ được nghiên cứu thêm, WHO cho hay. Năm ngoái, Nam Phi cũng đã phát hiện ra biến thể Beta. Tuy nhiên, đến nay số lượng ca mắc COVID-19 tại quốc gia Nam Phi này là do biến thể Delta được phát hiện ban đầu ở Ấn Độ. Bộ trưởng Y tế Nam Phi Joe Fala cho biết, biến thể mới đặt ra mối quan ngại nghiêm trọng và có thể là nguyên nhân đằng sau sự gia tăng theo cấp số nhân số ca mắc COVID-19 tại nước này. Tuy nhiên, quan chức này nhấn mạnh còn quá sớm để chính phủ quyết định về khả năng áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn để chống dịch. Trong ngày 24 tháng 11, Nam Phi ghi nhận trên 1.200 ca mắc mới COVID-19, gấp tới 12 lần so với mức khoảng 100 ca trên ngày được ghi nhận hồi đầu tháng này. Nam Phi hiện là ổ dịch lớn nhất ở châu Phi với khoảng 2,95 triệu trường hợp mắc COVID-19, trong đó 89.657 người chết. Biến thế tồi tệ nhất. Các nhà khoa học đang nghiên cứu để tìm hiểu những tác động tiềm ẩn của biến thể B.1.529. Khoảng 50 trường hợp mắc biến thể này được ghi nhận ở Nam Phi, Hồng Kông và Botswana. Theo các nhà khoa học, biến thể B.1.529 có chứa nhiều đột biến bất thường, đáng lo ngại. Điều này giúp biến thể có thể né phản ứng miễn dịch cơ thể và khiến virus dễ lây lan hơn. Bất kỳ biến thể mới nào có thể né vaccine hoặc lây lan nhanh hơn biến thể Delta vốn đang phổ biến, đều có thể gây ra mối đe dọa đáng kể đối với thế giới. Hôm ngày 25 tháng 11, các nhà khoa học mô tả B.1.529 là biến thể tồi tệ nhất kể từ khi bắt đầu bùng phát đại dịch. Biến thể này có tới 32 đột biến trong protein đột biến. Các đột biến trong protein đột biến có thể ảnh hưởng đến khả năng lây nhiễm và lây lan của virus, cũng như khiến các tế bào miễn dịch khó tấn công mầm bệnh hơn. Anh áp hạn chế trước biến thể tồi tệ nhất. Dù biến thể B.1.529 chỉ mới được xác định lần đầu vào đầu tuần này, song Anh đã gấp rút áp hạn chế đi lại với Nam Phi và năm nước châu Phi khác. Theo đó, Anh tạm thời cấm các chuyến bay từ Nam Phi, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Lesotho và Eswatini từ 0 giờ ngày 26 tháng 11. Trong khi đó, công dân Anh trở về từ những quốc gia này sẽ phải cách ly. Đây được xem là hành động nhanh chóng của chính phủ Anh so với các biến thể COVID-19 trước đó. Đề cập đến sự nguy hiểm của biến thể mới, Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid cho biết, biến thể mới có lượng đột biến đáng kể, có lẽ gấp đôi lượng đột biến mà chúng tôi đã thấy ở biến thể Delta. Điều đó cho thấy nó có thể lây nhiễm nhiều hơn, khiến các loại vaccine hiện tại kém hiệu quả hơn. Biến thể Delta lần đầu tiên được phát hiện ở Ấn Độ vào cuối năm 2020, sau đó đã lan rộng khắp thế giới, gây ra sự gia tăng về tỷ lệ mắc bệnh và tử vong. Các biến thể COVID-19 khác bao gồm Alpha có nguồn gốc từ gen ở Anh, Beta trước đây được gọi là biến thể Nam Phi và Gamma